Liên minh châu Âu EU đang đẩy mạnh đàm phán kinh tế với Mexico trong bối cảnh EU đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ về hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương. Liên minh châu Âu EU cho biết trong một cuộc họp báo hôm 8 tháng 5 rằng họ sẽ xây cầu chứ không phải xây tường với Mexico sau các đàm phán tự do thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latin này. Khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh EU đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ về hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương. EU đã có quan hệ với Mexico từ hàng thập kỷ, Tuy nhiên hiện nay có nhiều người nghi ngờ các lợi ích của tự do thương mại và các luật lệ đa phương. Chúng tôi muốn phát triển làm ăn với Mexico và gửi đi tín hiệu rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn xây cầu chứ không phải là những bức tường với Mexico. Trong 3 năm qua, bao trùm chương trình nghị sự của EU là các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do xuyên đại Tây Dương với Mỹ, nhưng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đàm phán đã đóng băng và EU đã lên tiếng rằng hiệp định với Mỹ không phải là thứ duy nhất mà EU có. Thực tế thì chúng tôi, Liên minh châu Âu, là thương nhân lớn nhất thế giới. Vì thế chúng tôi cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng các giá trị trong các hiệp định thương mại của chúng tôi, chẳng hạn như các quy định về lao động và sự minh bạch, sẽ duy trì những tiêu chuẩn cao để thúc đẩy sự công bằng và đồng thời bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ áp dụng điều đó với Mỹ khi họ sẵn sàng, nhưng hiện tại họ chưa sẵn sàng. Vì vậy chúng tôi sẽ áp dụng điều đó với các đối tác và bạn bè khác. Với giá trị thương mại hàng hóa song phương EU-Mexico hiện tại đạt mức trên 50 tỷ euro, tương đương 57 tỷ đô la Mỹ, Bà Mamstrom hiện đang ở thành phố Mexico để thực hiện một vòng đàm phán kinh tế mới với Mexico sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lập trường mang tính bảo hộ thương mại. Thông điệp rõ ràng là chúng tôi sẽ không ngồi yên, thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thách thức khi tái đàm phán hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ với Washington. Mexico sẽ tiến lên phía trước và ngày nay chiến lược đa dạng hóa xuất khẩu đã trở thành một điều bắt buộc hơn lúc nào hết để định vị lại nền kinh tế Mexico. Một thỏa thuận mới với EU sẽ làm tăng thương mại dịch vụ, sự tiếp cận với các gói thầu công và đẩy mạnh giao thương các sản phẩm nông nghiệp như thịt bò, đường và chuối của Mexico cùng các sản phẩm sữa của EU. Sau khi ông Trump lên cầm quyền, Mexico phải đối mặt với viễn cảnh, phải đàm phán lại Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ và chịu mức thuế nhập khẩu vào Mỹ cao hơn. Bộ trưởng Kinh tế Mexico, Ine Fonso, Washington nói với báo giới rằng Mexico sẽ tìm kiếm các thị trường mới trên thế giới ngoài Mỹ, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico với kim ngạch song phương hơn 500 tỷ đô la hàng năm. Trong khi đó, EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mexico sau Mỹ và Trung Quốc. Thương mại EU với Mexico đã tăng hơn gấp đôi trong những năm gần đây.